Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ tư, ngày 14 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan, ngày 14 tháng 12 năm 2022, tức ngày 21 tháng 11 âm lịch, ngày Tân Sửu, cụ thể như sau. Trực trừ, tốt mọi việc. Tuổi xung ngày, Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão. Tuổi hợp trào ngày, ngày Sửu lục hợp Tý, Tam hợp Tỵ và Dậu thành kim cục. Giờ hoàng đạo trào ngày, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi, tài lộc vượng phát trong ngày thứ tư này sẽ là các tuổi Tý, tuổi Dần và tuổi Tỵ. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 14 tháng 12 năm 2022 cùng 12 con giáp chỉ tiết từng tuổi ngày sau đây. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, công việc của người tuổi Tý may mắn được lục hợp cục trợ lực nên không phải lo lắng quá nhiều. Thuận lợi nhất là những người làm ăn kinh doanh, nhà hàng, buôn bán tự do. Hôm nay, tuổi Tý sẽ không phải lo nghĩ nhiều về công việc, cứ làm tốt phần của mình là được. Đường tài lộc cũng khởi sắc, có lộc ăn uống hay buôn bán, may mắn vây quanh. Bạn nhận được sự yêu mến của những người xung quanh nên thường xuyên được họ hỗ trợ hay là cho quà. Những ai đang gặp khó khăn về tiền thì có thể hỏi mượn bạn bè hoặc người thân. Đường tình cảm xuống sắc vì cục diện thổ thủy xung khắc. Dạo gần đây, tính tình của bạn hơi nóng nảy, khó chịu nên hay cáu gắt với người thân quen. Thì thoảng, bạn cũng chỉ thích ngồi một mình, ghét phải giao lưu hay là đàn đúng vì thấy không đem lại lợi ích gì cho mình. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, không nên nghe lời người ngoài mà bàn tán. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, việc của mình thì hãy cứ lo làm hết mình. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa, cố gắng đừng sao nhãng tâm trí. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, không nên lo chuyện bao đồng. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, vui vẻ hoan hỉ với lỗi lầm của bản thân. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tương, xanh da trời, tím, quý nhân phù trợ, thân, thìn. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, tuổi Sửu hôm nay có thiên ấn giúp đỡ trong công việc nên khá hài lòng với những gì mình đang làm. Phong thái tự tin và đàng hoàng của con giáp này sẽ tạo ấn tượng tốt với đối tác làm ăn. Bạn cứ đi theo con đường làm ăn chân chính thì may mắn cũng sẽ tới, đừng đi đường tắt trong công việc. Vận trình tài lộc ở mức bình thường, không quá xuất sắc, nhưng đừng thấy thế mà tuổi Sửu tham lam đòi hỏi những thành tựu to lớn hơn. Ở thời điểm hiện tại, Lịch ngày tốt khuyên bạn nên an phận thủ thường, trở nên vì ham cái lợi trước mắt mà bất chấp tất cả. Tình duyên cũng khá bình ổn nhờ có hai hành thổ tương hòa. Những bất hòa trước đó dần được xoa dịu nhờ tính tình hiền lành của bản mệnh. Thời gian này, bạn cũng nên quan tâm tới con cái nhiều hơn, nhất là vấn đề về sức khỏe. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, càng bớt suy đoán thì sẽ càng hạnh phúc. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, muốn thành công thì sẽ phải chịu khó. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa, đừng chê bai người khác khi thấy họ thua kém hơn mình. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, hãy thôi suy nghĩ chuyện của người khác. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, hạn chế so sánh bản thân với những người xung quanh. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tương vàng, cam, quý nhân phù trợ, Dậu, Tỵ. Tử vi tuổi Dần. Hôm nay được chính tài trợ vận nên những người tuổi Dần đang có công việc ổn định thì vô cùng suôn sẻ hơn những người làm tự do. Lịch ngày tốt khuyên bạn mệnh không nên nghĩ tới chuyện nghỉ việc hay nhảy việc. Hãy cứ yên tâm làm tốt nhiệm vụ của mình, đừng đứng núi này trông núi nọ. Đường tiền bạc cũng khá may mắn, có người dẫn đường chỉ lối cho bạn kiếm tiền, chỉ là bản mệnh có chịu nghe theo hay không. Khoản lương thưởng đầy đủ, ổn định, không dính vào rắc rối. Tuy nhiên, vận trình tinh duyên lại có phần đi xuống vì cục diện ngũ hành mộc thổ xung khắc. Một lời nói bất cẩn
thiếu suy nghĩ có thể khiến cho bạn làm mất thiện cảm, gây ra bất hòa trong gia đình. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, khéo ăn khéo nói, đi làm gì cũng suôn sẻ. Tử vi tuổi Bình Dần, Hòa, đi chậm một chút cũng được, miễn là đi đúng. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, tìm niềm vui mới trong công việc. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, hãy thương lấy chính bản thân mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, hãy tham gia các hoạt động thể thao nhiều hơn. Con số may mắn 7, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xây lá, nâu, quý nhân phù trợ, hợi, ngọ. Tử vi tuổi Mão, công việc của người tuổi Mão gặp thiên tài nên chỉ có lợi cho những bạn đang có công việc làm thêm việc phụ, có nghề tay trái hoặc là đi làm thêm, làm về nghệ thuật. Tuổi này thông minh, nhạy bén với mọi thứ nhưng còn thiếu ổn định, quyết tâm nên sự nghiệp vẫn chưa thể bứt phá. Còn giáp này không thiếu tiền, công việc cũng ổn định, dù vậy nhưng bạn nên nghĩ nhiều hơn về kế hoạch tương lai. Sự ổn định chỉ ở hiện tại thì vẫn chưa đủ. Với những ai đang được hưởng lộc từ những trò đỏ đen thì cũng nên dừng lại càng sớm càng tốt. Ngũ hành mộc khắc thổ khiến tình cảm đi xuống, vợ chồng không hợp nhau, dễ cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Về chuyện yêu đương, bạn cũng đừng quá nóng vội, dù là người có đôi hay cô đơn thì cũng cần đến sự từ tốn. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, sức khỏe có tốt thì tâm lý mới lành mạnh. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức mới. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, nên thông cảm cho người thân trong nhà. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, chuyện nhỏ hãy cứ bỏ qua, đừng trách trách. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường đen, xanh lá, quý nhân phù trợ, mùi, hợi. Tử vi tuổi Thìn, gặp chính ấn chiếu vận nên tuổi Thìn có phong cách làm việc khá cứng nhắc, chậm chạp nên chưa thể thoát khỏi khó khăn ở thời điểm hiện tại. Bạn nên học hỏi thêm ở những người đi trước, đặt ra mục tiêu cuối năm cho bản thân thì mới đạt được thành tựu lớn lao. Đường tiền bạc gặp tường phá cục nên dễ gặp tai nạn bất ngờ, có kẻ ném đá giấu tay phá hoại chuyện kiếm tiền của bạn. Hôm nay tuyệt đối không nên cho người khác mượn đồ đạc giá trị, vay mượn tiền bạc vì khả năng mất trắng sẽ rất cao. Tình cảm khá bình ổn nhờ có hai hành thổ tương hòa. Đôi khi tâm trạng bạn thay đổi nhưng tình yêu của bạn dành cho gia đình thì không bao giờ. Hãy yêu bản thân và người thân của mình nhiều hơn và sẽ nhận lại được sự ngọt ngào. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, bạn khiêm tốn nhưng lại hơi bảo thủ. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, bạn thường hành động trước rồi sau đó mới nghĩ. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, công việc có chút trục trặc nhỏ nhỏ. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, không nên cho bạn bè vay tiền. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, đừng lo hộ việc cho người khác. Con số may mắn 4, 2, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường nâu, vàng, quý nhân phù trợ, thân, tí. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Tỵ, xem tử vi hàng ngày được chỉnh quan độ mệnh nên tuổi Tỵ sẽ vô cùng may mắn trong công việc. Bạn làm ăn thuận lợi, tránh được xui xẻo, có ơn trên nâng đỡ. Hãy cứ tự tin, làm ăn chân chính. Ngày này còn là ngày tốt cho việc thi cử, xin việc, tăng lương, thăng chức hoặc là nhảy việc. Vận tài lộc cũng đi lên rõ rệt nhờ được tam hợp cục nâng đỡ. Người kinh doanh buôn bán có đơn hàng, khách hàng về tới tấp, giỏi ăn nói thì sẽ sớm đông khách. Thời gian tới, nếu bạn muốn mở cửa hàng hay vay vốn làm ăn thì hãy xem ngày tốt, mạnh dạn tham khảo ý kiến bạn bè, những người lớn tuổi giàu kinh nghiệm hơn. Ngũ hành hỏa thổ tương sinh cũng vô cùng tốt cho con đường tình cảm của bản mệnh. Hạnh phúc sẽ trở lại với bạn, không ở dạng này thì ở dạng khác, không cùng người này thì sẽ cùng người khác. Bạn được khá nhiều người yêu quý vì sự tốt bụng và thẳng tính, không để bụng, sống như vậy cũng sẽ rất thoải mái. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, sắp có họ hàng xa đến thăm nhà. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, xuất ngoại tìm việc hay đổi nhà đều sẽ rất thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, khá thoải mái khi trở thành tâm điểm chú ý. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, tính tình cởi mở, hiếm khi để bụng hay thủ dai. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, luôn phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Con số may mắn 3,
6. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường cam, đỏ, quý nhân phù trợ, dậu, xu. Tử vi tuổi Ngọ. Ngày mới này, công việc của người tuổi Ngọ và phải thiên quan nên dễ có trục trặc bất ngờ, bị người khác cố tình bắt bẻ, làm khó. Người buôn bán thì cũng nên cẩn thận trong khâu gửi hàng hay nhập hàng, thuê mặt bằng, kẻo dễ bị lừa, nặng hơn là còn phải đưa nhau ra tòa hay gặp kiện tụng. Vận tài lộc gặp tương hại nên có nhiều thị phi, dễ phạm phải tiểu nhân, khó kiếm tiền, phải đơn thương độc mã một mình. Thời gian này là lúc bạn nhìn ra bộ mặt thật của một vài người khi nhắc đến chữ tiền. Đường tình duyên là điểm sáng trong ngày nhờ hỏa sinh thổ. Đừng buồn vì những người không xứng đáng, đừng khóc vì những điều đã qua, bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn. Gia đình tìm lại được sự êm ấm và hài hòa. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, công việc gần đây bộn bề hơn mọi ngày. Tử vi tuổi Bình Ngọ, thủy, thường cảm thấy mệt mỏi khi gặp phải quá nhiều người. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, đi đường chớ hấp tấp, kẻo dễ gặp họa. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, ra đường nên cất tiền và tư trang cá nhân thật cẩn thận. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, rất cần có sự riêng tư nhiều hơn. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường hồng, đỏ, quý nhân phù trợ, dần, tuất. Tử vi tuổi Mùi, may mắn có thiên ấn chiếu cố nên tuổi Mùi không quá khó khăn khi lấy lại được sự tự tin, danh tiếng trong làm ăn, giao dịch. Cơ hội thăng tiến của bạn đang rất rộng mở ở phía trước, hãy thể hiện khả năng của bản thân mình nhiều hơn và nắm bắt thật tốt. Đường tiền bạc có phần trục trặc, không được như ý muốn vì lâm phải tương xung. Tiền bạc bỏ ra đầu tư chưa thu về thì đã mất đi vì những chuyện không đáng. Dễ có cãi cọ hay kiện tụng, tranh chấp vì chuyện tiền bạc, dễ bị lừa trong giây lát vì tính nhẹ dạ cả tin, tuổi Mùi nên hết sức cẩn thận. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng khá bình yên nhờ được hai hành thổ tương hòa. Những người độc thân có thể nhờ người quen mai mối, đến tuổi dựng vợ gà chồng thì nên tính dần đến chuyện yêu đương hay kết hôn. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, những gì bạn thấy nhiều khi chưa chắc đã thực sự như vậy. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, bạn đem lại sự cân bằng trong các hội nhóm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hòa, bị mắng nhưng cũng là cơ hội để hoàn thiện bản thân hơn. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, đời nở hoa hay bể tắc thì tất cả đều là do góc nhìn. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, lạc quan lên thì may mắn cũng sẽ tìm đến với bạn. Con số may mắn 8, 0, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường trắng, xanh lá, quý nhân phù trợ, mão, ngọ. Tử vi tuổi Thân, vận lâm kiếp tai cảnh báo người tuổi Thân không nên tin tưởng lời của người ngoài cấp dưới trong chuyện làm ăn trong ngày hôm nay. Sẽ xuất hiện kẻ tiểu nhân quấy phá, hãm hại nên con giáp này phải đau đầu nghĩ cách giải quyết sao cho hợp lý và triệt để. Đường tài lộc cũng không suôn sẻ như ý muốn, đi ra ngoài nên cẩn thận bảo vệ đồ đạc của mình. Tuổi Thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán nản với chuyện làm ăn, kiếm tiền ở thời điểm hiện tại. Cuối năm rồi nhưng vẫn không thấy dư ra được đồng nào. Cục diện thổ sinh kim sẽ đem lại ánh sáng may mắn cho vận tình cảm của con giáp này. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chỉ cần bạn biết buông tay thì thời gian sẽ cuốn đi đau buồn. Bạn bè của tuổi này tuy ít nhưng khá chất lượng, cũng không cần kiếm thêm nhiều bạn làm gì, như hiện tại là đủ rồi. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, buông bỏ tức giận không phải vì ai khác mà vì chính mình. Tử vi tuổi Bình Thân, hòa, đi làm, đừng ậm ờ thế nào cũng được. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, đã nói là làm, sai cũng làm, vì làm mới rút ra được kinh nghiệm. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, biết mình không thông minh thì lấy sự cần cù để bù vào. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, khi gặp vấn đề phải tìm ra hướng giải quyết ngay. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường bạc, nâu, quý nhân phù trợ, Thìn, Tý. Tử vi tuổi Dậu, tỷ kiên xuất hiện khiến cho con giáp tuổi Dậu lao đao trong công việc. Hôm nay là một ngày khá bận rộn và vất vả, đặc biệt là khi con giáp này phải làm việc tập thể. Hôm nay bạn còn gặp không ít chuyện xui xẻo như là dễ mất mát tài liệu, bị hiểu lầm, bị đổ oan hoặc là gặp phải người khó tính. Linh Hệ Tốt khuyên bạn hãy nên cẩn thận hơn một chút. Chuyện tiền bạc may mắn là tốt nhờ có tam hợp cục trợ mệnh.
dù công việc bấp bênh nhưng bạn vẫn tích góp được một khoản, hạn chế chi tiêu hoang phí. Con giáp này có phần vất vả ngược xuôi nhưng bản tính kiên trì sẽ giúp bạn nhận được sự trợ giúp từ thần tài. Vận trình tình cảm cũng là điểm sáng trong ngày nhờ thổ dưỡng kim. Dù đang ở đâu thì bạn vẫn nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, đừng để tâm vào những chuyện thị phi. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, luôn hết mình vì công việc nhưng phải chịu ấm ức. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, bạn không nên để ý tới ánh nhìn của người khác. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, tính cả thèm chóng chán, tiêu pha hơi hoang phí. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, cần một chuyến đi để có thể thư giãn đầu óc. Con số may mắn 0, 3, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường hồng, trắng, quỷ nhân phù trợ, Sửu, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, xem tử vi hàng ngày, co trinh ấn chiếu mệnh khiến cho người tuổi Tuất có phần trì trệ hơn trong công việc, hiếm khi hoàn thành hết công việc ngay trong ngày. Bạn đi làm hay có tình châm trước, cả nề nên dễ hỏng việc, không được thông cảm. Tốt nhất là bạn nên làm việc độc lập, vận dụng trí óc của mình thì mới có thể thành công được. Đường tài lộc cũng phải chịu khá nhiều áp lực do lâm phải tương hình. Tiền dù đổ về túi chưa được nhiều nhưng bạn cũng đừng tham lam quá, hóa đổ bể. Tiền bạc cần có thêm sự giúp đỡ từ người khác thì mới nhanh phát triển được, đừng quá bảo thủ cho mình là đúng. Cục diện hai hành thủ tương hòa khuyên người tuổi này nếu còn độc thân thì nên mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình hơn nữa. Đôi lứa, nếu muốn tính tới chuyện lâu dài thì có thể trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của nhau. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, cố gắng hoàn tất hết công việc trong ngày. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ, thêm một kỹ năng là bớt đi một lần nhờ vào người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, chờ với ai cũng nên giữ lại một phần bí mật cho mình. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, đừng nghe người ngoài suối bẩy. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, tiền bạc chỉ tiêu hơi quá đà. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường nâu, trắng, quỷ nhân phù trợ, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hôm nay, tuổi Hợi lâm phải thương quan nên công việc không thể được như mong đợi. Công việc chiếm nhiều thời gian trong ngày nhưng con giáp này vẫn hay bị bắt bẻ từng chút một. Sự nỗ lực của bạn không được công nhận, dễ buông xuôi, dễ có suy nghĩ bỏ việc hay là phủi bỏ trách nhiệm. May mắn là nhờ có tam hội cục nâng đỡ nên vấn đề tiền bạc có tiến triển hơn trước. Nếu biết cân đối thu chi và từ chối đúng lúc thì sẽ không lo rơi vào cảnh túng thiếu, phải đi vay mượn người khác. Ngũ hành thổ thủy xung khắc khiến cho vận tình cảm đi xuống. Vợ chồng có phần xa cách khi bạn và người ấy không có nhiều thời gian ở bên nhau và cứ lại gần thì lại mâu thuẫn. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, công việc thuận buồm xuôi gió. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, bạn cần lên danh sách cho những việc cần làm. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, hãy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, tiền bạc là vấn đề rất nhạy cảm nên cẩn thận. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, đừng để cho người khác nắm top của mình. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường trắng, cam, quỷ nhân phù trợ, Mùi, Mão. Đánh giá tử vi thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày, đó có thể là các tuổi Tỵ hay tuổi Tý. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất trong ngày hôm nay, đó có thể là con giáp tuổi Mùi hay con giáp tuổi Thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!